Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 12 2021 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm các tin phân tích chính trị và tìm hiểu về học bổng Nguyễn Võ Long và Kim My Dương 2022-2023. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin phân tích học giả Trung Cộng chỉ trích ngụy biện. Hiện diện của Mỹ khiến Biển Đông phức tạp do giáo sư Stephen Naki biên soạn. Giáo sư Stephen Naki hiện là học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật. Chương trình do Thanh Trang, Trí Tôn và Võ Thiện Toàn thực hiện. Hành vi đưa ra tuyên bố chủ quyền đơn phương ở Biển Đông gây bất lợi lớn cho uy tín Trung Cộng. Đó cũng là lý do phía Bắc Kinh thay đổi hướng tiếp cận theo hướng ngoại giao hơn. Trung Cộng mất uy tín vì hành xử ở Biển Đông. Derek Crossman, chuyên viên cao cấp của Viện Nghiên cứu RAND Mỹ, cho rằng với sự tăng trưởng về kinh tế, Trung Cộng cũng vươn lên về mặt quân sự, gây lo ngại đối với các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt là vấn đề bồi đảo nhân tạo của Trung Cộng ở Biển Đông trong thời gian qua nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng quốc tế, không chỉ gây mất an ninh khu vực mà còn gây ảnh hưởng trên biển. Kể từ cuối năm 2019, Trung Cộng cản trở hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính. Đầu năm nay, Trung Cộng thông qua luật hải cảnh mới tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực Biển Đông, ngang ngược tuyên bố khu vực Hoàng Sa, Trường Sa coi là vùng nội thủy của Trung Cộng. Ông Crossman dẫn chứng. Hành vi của Trung Cộng đi ngược lại những cam kết trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, đặc biệt là vấn đề cải tạo xây dựng các đảo nhân tạo, và làm chậm lại quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Đó cũng là lý do phía Bắc Kinh thay đổi hướng tiếp cận theo hướng ngoại giao hơn, nhưng chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi liên quan tới hòa bình, ổn định, an ninh, một chuyên viên người Mỹ cho biết. Cùng chung nhận định, ông Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Australia, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, Asia Society, cho rằng cách tiếp cận của Trung Cộng đã có thay đổi, thay vì hành vi cưỡng ép, chuyển sang cách tiếp cận mang tính ngoại giao hơn. Trung Cộng đã có những thỏa thuận thăm dò khai thác tài nguyên chung với các nước khu vực. Tuy nhiên, về lâu dài, chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng không thay đổi, ông nói. Giáo sư Stephen Naki, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, cho rằng trong nhiều năm qua, Trung Cộng luôn đẩy mạnh sự hiện diện của mình, cũng như có những cách tiếp cận đàm phán song phương với các quốc gia trong khu vực, tránh đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp. Chiến lược của Trung Cộng trong thời gian gần đây đã có sự thay đổi một chút trong việc giải quyết các tranh chấp về Biển Đông, chuyển hướng sang các biện pháp về ngoại giao nhiều hơn. Không thể giải quyết bằng dọa nạt hay cưỡng ép. Tuy nhiên, các chuyên viên cũng cho rằng các hành xử của Trung Cộng ở Biển Đông như liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước láng giềng và muốn gạt các nước lớn ra bên lề vấn đề Biển Đông không thể giải quyết vấn đề ở Biển Đông. Việc Trung Cộng vẫn theo đuổi cách tiếp cận đàm phán song phương khó giải quyết được vấn đề vì không chỉ có nước này và các nước ven biển mà còn có các nước khác trong khu vực mà các nước như Anh, Úc, Mỹ, v.v. đều có hoạt động và lợi ích. Mối quan tâm trong việc duy trì an ninh, hòa bình, ổn định ở Biển Đông, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng. Sự cạnh tranh trong khu vực là một vấn đề đa phương cần giải quyết theo cách tiếp cận đa phương, dựa trên nguyên tắc pháp quyền và luật pháp quốc tế chứ không thể bằng dọa nạt hay cưỡng ép, giáo sư Naki nhấn mạnh. Về việc vi phạm EEZ của các quốc gia ven biển, giáo sư Naki cho rằng hành động của Trung Cộng làm xói mòn dần các tuyên bố chủ quyền của các bên liên quan trong khu vực ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thông qua chiến thuật vùng xám. Yuji Koda, phó đô đốc, nguyên tư lệnh hạm đội phòng vệ Nhật Bản cho rằng Ấn Độ, Mỹ, Nhật không phải là ngoài cuộc vì vấn đề Biển Đông không phải chỉ là của quốc gia duyên hải hoặc Trung Cộng mà Biển Đông là vùng biển quốc tế. Quyền tự do ở vùng biển quốc tế cần phải được công nhận và duy trì bởi các quốc gia trên thế giới. Về hành động liên tục vi phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Trung Cộng thời gian qua, ông Koda cho rằng đối với Trung Cộng, EEZ theo UNCLOS chẳng có nghĩa lý gì. Với Trung Cộng, những gì Trung Cộng làm mới là quy tắc, quy định thực sự và chuẩn mực quốc tế. Đây là tập quán lâu đời hàng nghìn năm của tất cả các triều đại của Trung Cộng. Học giả Trung Cộng ngụy biện như sau.
Trong tình hình này, các bình luận của các học giả Trung Cộng tại Hội thảo Quốc tế Biển Đông cho rằng sự hiện diện của các nước ngoài khu vực làm tình hình thêm phức tạp là một cách ngụy biện để biện minh cho chính sách và các mục tiêu quốc gia của Trung Cộng. Cuối cùng, sự hiện diện của Mỹ không làm phức tạp tình hình Biển Đông. Lập luận của các học giả Trung Cộng là một nỗ lực cố ý để tránh né bản chất của vấn đề. Thật sự, hiện diện của Mỹ không làm Biển Đông phức tạp hơn. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ mang lại sự ổn định hơn cho khu vực nếu sự hiện diện bao gồm các trụ cột kinh tế, đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và kết nối trong khu vực. Mỹ và các đồng minh đã giúp về quản trị và trong thời đại đại dịch virus Vũ Hán COVID-19, chuyển nguồn lực đáng kể cho cơ sở hạ tầng, y tế để đối phó với đại dịch virus Vũ Hán. Các phản ứng tích cực với các nỗ lực thống trị Biển Đông của Trung Cộng là Mỹ cần củng cố tính tự chủ chiến lược của ASEAN, đảm bảo rằng ASEAN hoạt động một cách gắn kết, đạt được sự đồng thuận về các vấn đề quan trọng như Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và tiếp theo là bản tin cập nhật, Trung Cộng trở thành mục tiêu mới của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Các tổ chức khủng bố quốc tế từ lâu chỉ coi Bắc Kinh là một mục tiêu thứ yếu. Điều đó đã thay đổi. Đầu tháng 10, một kẻ đánh bom của nhà nước Hồi giáo Khorasan đã giết chết gần 50 người tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kunduz, Afghanistan. Việc nhóm chiến binh nhận trách nhiệm về vụ tấn công không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong một diễn biến mới đáng lo ngại đối với Bắc Kinh, họ cũng quyết định liên hệ vụ thảm sát với Trung Cộng. Nhóm này nói rằng kẻ đánh bom là người Duy Ngô Nhĩ và cuộc tấn công là nhằm trừng phạt Taliban vì đã hợp tác chặt chẽ với nhà nước Trung Cộng bất chấp các hành động của Trung Cộng chống lại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trung Cộng từ lâu chỉ được coi là mục tiêu thứ yếu của các tổ chức khủng bố quốc tế. Các nhóm như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tập trung nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ, phương Tây nói chung hoặc các đối thủ địa phương của họ, đến nỗi họ hiếm khi chĩa vũ khí về phía Trung Cộng. Mặc dù họ có thể muốn làm như vậy vì sự ngược đãi của Trung Cộng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Nhưng tại Kunduz, quan điểm này đã bị chấm dứt một cách tàn nhẫn. Trung Cộng hiện có thể coi mình là một mục tiêu rõ ràng của chủ nghĩa khủng bố. Lịch sử của Trung Cộng với các nhóm Hồi giáo bạo lực rất phức tạp. Trong một thời gian dài, khả năng của Bắc Kinh trong việc thể hiện vị thế của mình là một cường quốc thuộc thế giới đang phát triển, có nghĩa là họ có thể ẩn náu ở một mức độ nào đó, đằng sau vẻ bề ngoài không phải là một cường quốc thuộc địa cũ ở thế giới thứ nhất, những nước vốn gây phẫn nộ cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trước sự kiện ngày 11 tháng 9, các nhà lý luận của Al-Qaeda đã đi xa đến mức nói rằng Bắc Kinh là một đối tác khả dĩ. Theo logic của họ, Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ, kẻ thù không đội trời chung của Al-Qaeda, và do đó có thể áp dụng lập luận kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta. Có rất ít bằng chứng cho thấy điều này đã xảy ra. Vào cuối những năm 1990, sự khoan dung mà Trung Cộng dường như thể hiện đối với các nhân vật của Al-Qaeda, những người thỉnh thoảng sử dụng lãnh thổ Trung Cộng để trung chuyển và hỗ trợ cho các chiến dịch, có thể là do sự thiếu hiểu biết của Trung Cộng hơn là do cố tình. Đến năm 2004, mối quan hệ này đã thay đổi và tình báo Trung Cộng sẵn sàng làm việc với các đối tác phương Tây để truy quét các nghi phạm khủng bố đi qua các sân bay của Trung Cộng. Trong chính phủ đầu tiên do Taliban lãnh đạo vào những năm 1990, các quan chức Trung Cộng đã do dự nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại với chế độ của Mullah Muhammad Omar. Trung Cộng không bao giờ là nước ủng hộ Taliban hết mình, mà thay vào đó, họ muốn tìm cách làm việc với nhóm này. Điều này chủ yếu diễn ra dưới hình thức Trung Cộng cung cấp đầu tư và hỗ trợ hạn chế, đều được Pakistan ủng hộ với kỳ vọng rằng Taliban sẽ kiềm chế các nhóm Duy Ngô Nhĩ, vốn đã được thành lập ở Afghanistan dưới sự bảo vệ của Mullah Omar, khỏi tấn công Trung Cộng. Bắc Kinh dường như không quan tâm lắm đến mục tiêu lớn hơn của Taliban, miễn là các nhà lãnh đạo Afghanistan hành động theo yêu cầu quan trọng này của Trung Cộng. Tuy nhiên, vẫn có rất ít bằng chứng cho thấy Bắc Kinh liên kết vấn đề trong nước này với mối đe dọa khủng bố quốc tế nói chung. Ok em, đừng lo, anh sẽ làm ngay mà, gặp chút xíu nữa nha. Là một người chồng ân cần, một người cha siêu việt,
Nhưng quan trọng là tìm hiểu xem quý vị có siêu vi viêm gan B hay không. Thử nghiệm giúp quý vị chăm sóc cho bản thân và bảo vệ gia đình. Tôi hứa sẽ đi thử máu siêu vi viêm gan B. Yêu thương gia đình bắt đầu bằng cách tự chăm sóc cho bản thân. Hãy tham khảo với bác sĩ để được thử nghiệm. Cáo phó. Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa, em, chồng, anh, cha và ông của chúng tôi, Phật tử Phan Thanh Thu, pháp danh Như Nguyệt, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1935 tại Việt Nam, tuổi Ất Hợi, đã thuận lẽ vô thường xa bỏ xác thân tứ đại vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021 tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Linh cữu quan tại National Funeral Home 7482 Lee Highway, Fulton, Virginia 22042, điện thoại 703-560-4400. Vợ Võ Thị Mỹ Ngọc, Maryland, Hoa Kỳ. Tang gia đồng khắp báo, cá phó này thay thế thiệp tàng. Xin miệng phúng điếu và vọng hòa, rất cảm ơn. Chương trình tang lễ thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021, 9:30 tới 10:30 sáng, lễ phát tang, 10:30 đến 3:00 trưa thăm viếng, 3:00 trưa tới 4:00 chiều lễ cầu siêu, 4:00 chiều tới 7:00 tối thăm viếng. Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021, 9:00 sáng tới 10:00 sáng lễ di quan, 10:00 sáng tới 11:00 sáng lễ hỏa thiêu.